200 triệu nên đầu tư gì, kinh doanh gì. Tôi sẽ giới thiệu cho bạn một số mô hình kinh doanh và loại hình đầu tư cần số vốn từ 0 đồng đến 500 triệu đồng. Mô hình 1, quản lý thuê và cho thuê bất động sản. Số vốn cần từ 20 triệu trở lên. Tôi có một học viên hàng tháng thuê nhà ở hết 3 triệu đồng. Sau khi học công cụ này, anh về thuê căn nhà với giá 10 triệu đồng, sau đó cho thuê lại toàn bộ các căn phòng và thu về hơn 10 triệu. Anh chỉ giữ lại cho mình một phòng để ở. Nhờ cách làm này, anh tiết kiệm được 3 triệu đồng trên một tháng, tương đương với 36 triệu trên một năm. Một học viên khác đang đi thuê cửa hàng bán đồ uống với giá 10 triệu đồng trên một tháng. Anh thuê một ngôi nhà mặt đường với giá 30 triệu, sau đó thuê lại toàn bộ phần trên, chỉ giữ lại phần dưới làm cửa hàng cho mình. Vậy là anh thu được 35 triệu đồng trên một tháng. Số tiền lãi 5 triệu đồng tuy không phải là nhiều, nhưng điều quan trọng là anh sử dụng được cửa hàng mà không mất tiền thuê. Mỗi năm anh lại tiết kiệm được 120 triệu. Sau đó anh lại tiếp tục áp dụng cách này và mở thêm 3 cửa hàng nữa, thu thêm 360 triệu trên một năm. Thậm chí một số phòng giao dịch của ngân hàng cũng sử dụng phương thức này với các tòa nhà mà họ thuê. Họ cho thuê toàn bộ văn phòng phía trên và giữ lại phần dưới để sử dụng. Bạn có thể vận dụng cách này khi làm văn phòng. Có nhiều cấp độ khác nhau của công cụ này. Sau đây là một số ví dụ: thuê cả tòa nhà hoặc một mặt sàn văn phòng lớn và cho thuê lại làm văn phòng. Thuê cả mặt bằng lớn rồi phân ra làm kiosk rồi cho thuê lại. Thuê đất chi nhỏ làm bãi gửi xe, sân bóng tennis. Thuê một số vị trí bất động sản rồi cho thuê lại đặt biển quảng cáo. Thuê nhà rồi cho thuê lại để ở. Mặt khác cũng có hai sự lựa chọn cơ bản: bất động sản tiêu dùng, khách hàng mua để ở để sử dụng; bất động sản thương mại, đối tượng thuê để kinh doanh và buôn bán. Thế lợi ích của công cụ này là gì? Bạn sẽ tiết kiệm được tiền thuê nhà ở, thuê cửa hàng hay là thuê văn phòng. Một số người có thể sử dụng công cụ này để tạo ra thu nhập từ 20 triệu cho đến 50 triệu trong một tháng. Một số người thậm chí dựa nó để có thể nghỉ việc. Tôi có một học viên đã từng làm vất vả một công ty nhưng chỉ kiếm được 7 triệu đồng một tháng. Nhờ học công cụ này, chị đã đầu tư được 3 ngôi nhà thuê cho thuê lại rồi kiếm được 20 cho đến 25 triệu đồng trên một tháng. Thời gian rảnh rỗi rất là linh hoạt, chị có rất nhiều thời gian cho bản thân và gia đình và người thân. Và cuối cùng chị quyết định nghỉ việc tại công ty chị đang làm. Nếu như bạn cảm thấy mệt mỏi, chán nản với công việc hiện tại, không thích ứng được với môi trường làm việc, quản lý cho thuê chính là công cụ dành cho bạn. Hầu hết mọi người đều muốn tự do tài chính nhưng đa số không bao giờ đạt được nó. Nhưng tôi thì là bật mí cho bạn một chiến lược khác. Bạn có thể đánh vào chiến lược tự do thời gian trước. Cụ thể là như thế nào? Thông thường bạn đi làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, sau đó bạn lại về nhà thì lo cơm nước gia đình, sau đó thì bạn đi ngủ để hôm sau lại chỉ mệt mỏi đi làm, liên tục luẩn quẩn trong cái vũng bùn thực tại chán nản làm bạn chẳng suy nghĩ được gì. Tự do thời gian trước ở đây có thể được hiểu là bạn cần tìm cho bản thân một công cụ giúp bạn có mức thu nhập cơ bản tương đương hoặc là cao hơn thu nhập hiện tại nhưng lại giải phóng về mặt thời gian. Công cụ đó có thể giúp bạn quản lý cho thuê, mua lại một công việc kinh doanh nhượng quyền vốn nhỏ, bất cứ việc gì mà bạn thích. Tìm một công việc khác với công việc hiện tại mà có thể giúp bạn linh hoạt về mặt thời gian nhưng vẫn có thu nhập tương đương. Vậy thời gian bạn để làm gì? Để bạn suy nghĩ xem là bạn nên làm cái gì tiếp theo. Đi học tập, tham dự các hội thảo, gặp gỡ, kết nối với những người đã thành công nhằm xin lời khuyên, học hỏi các chiến lược kinh doanh, đúc kết kinh nghiệm để phát triển bản thân một cách nhanh chóng. Không có thời gian mà cứ loanh quanh với thực tại mù mịt thì sẽ khiến bạn không thể suy nghĩ được và làm được bất cứ điều gì. Hãy ghi nhớ: tự do thời gian trước, tự do tài chính sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video này.